Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Mỗi lần múa bóng bất ngờ xuất hiện trên National Costume của Hoa hậu Khánh Vân. Sau thời gian khởi động cuộc thi tìm kiếm trang phục dân tộc cho Khánh Vân tại Miss Universe 2020 với chủ đề tuyệt tác đường cong, những mẫu thiết kế áo dài dành cho đại diện Việt Nam đã bắt đầu lộ diện và nhận được sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp. Bên cạnh những mẫu National Costume sáng tạo, bắt trend, cũng có không ít những thiết kế mượn ý tưởng và lấy cảm hứng từ nét văn hóa đặc trưng của dân tộc. Mới đây, hai trong 6 mẫu thiết kế mới nhất được Miss Universe Việt Nam đăng tải gây chú ý bởi sự mới lạ trong ý tưởng và sắc đẹp cực kỳ ấn tượng trước độ hoành tráng của thiết kế National Costume sau ánh hào quang, bởi tác giả đã mạo hiểm lựa chọn phối trang phục với màu đen huyền bí, gam màu rất kén sân khấu. Tuy nhiên, phần tà kéo dài được đính kết họa tiết hoa vàng bắt mắt cùng đuôi rồng thời lý được phát họa tỉ mỉ, giúp bộ tổng thể trang phục trở nên vô cùng uy nghiêm và quyền lực. Những năm gần đây, thiết kế trang phục dân tộc thắng giải Best National Costume được Miss Universe chọn đều mang yếu tố trình diễn cao. Đó là những thiết kế không chỉ đẹp, thể hiện đặc trưng văn hóa dân tộc mà còn có thể kết hợp trình diễn sân khấu. Vì vậy, bộ trang phục múa bóng rổi, một loại hình nghệ thuật dân gian hết sức độc đáo của người Nam Bộ, đã gây chú ý với khán giả vì đậm yếu tố trình diễn trên sân khấu. Không chỉ diện lên bộ trang phục áo dài truyền thống, Khánh Vân còn có cơ hội học múa bóng để biểu diễn trên sân khấu. Thiết kế được tạo hình thêm đôi chân giả ở hai bên để Khánh Vân di chuyển thoải mái trên sân khấu. Ý tưởng bộ trang phục đến từ những bức tranh đồng hồ dân gian, màu sắc truyền thống mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ khi kết hợp cùng chiếc áo dài Việt Nam tạo nên một sự cách điệu bắt mắt. Lấy ý tưởng từ những hình ảnh thân thuộc nhất của Việt Nam, đó là hoa sen, hồ gươm, đồng lúa kết hợp với họa tiết của các dân tộc thiểu số trống đồng. Tôi đã thiết kế hoàn chỉnh trang phục áo dài, quý, truyền văn. Bộ trang phục áo dài nón lá được lấy cảm hứng từ chim bồ câu, biểu tượng hòa bình và bướm là biểu tượng của hạnh phúc, mang đến sự thân thiện, nét đặc trưng của con người Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.